Sau đây là kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 17 tháng 7 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 8. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 0, 3. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6031, 6801, 9226. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9978. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 90579, 72735, 61148, 34382, 57891, 47361, 26274. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 01207, 06533. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86382. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19662. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 13624. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 13624.